Phạm Hiếu, Bán Đất Vườn Long An xin chào tất cả các anh chị em, cô chú, bạn bè. Thì sáng hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2020. Thì Phạm Hiếu đang ghi hình miếng đất này, mặt tiền của đường đá xanh, xe hơi 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ ngồi, vô tận nơi tận đất luôn nha các anh chị em. Thì miếng đất này chủ đang nhờ Phạm Hiếu ghi hình miếng đất này sáng hôm nay. Thì Hiếu đến đây ghi hình miếng đất này cho các anh chị em, cô chú mình đang ở nhà theo dõi kênh YouTube Bán Đất Vườn Long An của Phạm Hiếu. Thì miếng đất này tọa lạc tại ấp 5 của xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì miếng đất này Phạm Hiếu xin chia sẻ luôn miếng đất này đang chứng trực diện của Hiếu đây. Bây giờ Hiếu giới thiệu về tổng quan trước nha các anh em. Thì đường này các anh chị em đi thẳng ra phía trước chừng khoảng 250m là anh em gặp đường tỉnh lộ 816. Thì anh em quẹo phải lên đây thì anh em ra được quốc lộ 1A và về 6 tỉnh miền Tây cũng như về quận 7, quận nhất. Và đặc biệt là anh em ra đây thì anh em quẹo phải về hướng này thì anh em sẽ gặp được là chợ Thạnh Lợi, ủy ban, trường học cũng như cấp 1, cấp 2, cây xăng, trạm y tế trên ngã tư quốc lộ N2, chỉ khoảng bán kính không tới 800m nha các anh chị em. Và đặc biệt là thôi bây giờ trở lại màn hình, thì Hiếu giới thiệu là mặt tiền của miếng đất này là 16m có hơn và hậu dài thì hơn 100 nha các anh chị em. Thì sổ hồng công nhận là 1.821m đất trồng cây hàng năm khác, thì đường này là Hiếu bảo đảm là được lên thổ đó nha các anh chị em. Thì hiện bây giờ chủ nhân đang nhờ Phạm Hiếu ghi hình bán miếng đất này là 1m ngang, dài hết đất là 100 mấy đó, không biết là 90 triệu 1m ngang, là trong đây có 16m mấy đó. Thì anh chị em, cô chú, bạn bè mình thì nhăn lên cho Phạm Hiếu giúp giùm. Thì đó, đây là cái con đường. Và để trở lại màn hình nữa, thì đây là con đường này, anh em đi thẳng vào phía trong kia, đi thuồn phía trong kia luôn, còn rất là xa thăm thẳm, được là đường xe hơi 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ mà dài dân thì rất là sang sát. Và ở đây là điện đùng nước nôi, wifi đầy đủ nghe các anh chị em, cô chú. Miếng đất này có khả năng được lên thổ 100% đó. Thì về đường này thì cũng là đường rất là to và tiện lợi cho các anh về, anh em về tứ hướng và thông tứ nơi luôn nha các anh chị em. Và ở đây thì anh em chị em mình bước qua thị trấn Đức Hòa, mắc khoảng 4 cây số về khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn và tất cả những công ty trên đường tỉnh lộ 824830 và giáp ranh với Bình, giáp ranh với Đức Hòa và giáp ranh với Bình Chánh, Bình Tân và về các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh rất là tiện lợi bằng tất cả những phương tiện. Thì bây giờ Phạm Hiếu có ông chủ đây, thì ông chủ ông mới vừa gửi là 90 triệu đúng anh? Đúng, 90 triệu 1m ngang. Thì Hiếu xin chia sẻ luôn. Đó, thì các anh chị em, cô chú nào mà có nhu cầu cái miếng đất này lập nhà vườn, biệt thự vườn, mở một cái nhà yến hoặc một cái kho, một cái xưởng, một cái công ty để cho mình chứa hàng hóa thì rất là tiện lợi cho miếng đất này, rất là đẹp. Thì tuy miếng đất này cây cỏ thì cũng rất là nhiều, nhưng mà không, anh em cũng không có quan ngại gì cái miếng đất này. Bởi vì cu be nhảy vô đây dọn dẹp mất chừng khoảng 15 triệu thì sẽ nuốt chửng hết cái bờ cây này, trả lại cái vị trí đất cao ráo bằng phẳng đẹp để cho các anh chị em. Và anh chị em muốn cao thì anh em bơm một lượng cát nho nhỏ nữa thì sẽ có một cái diện tích đất rất là bằng phẳng, vuông, đều, đẹp và để xây dựng nhà rất là thoải mái, ở rất là an cư lạc nghiệp nha các anh chị em. Thì các anh chị em, miếng đất này cũng có hai mặt tiền luôn nha các anh em. Mặt tiền phía trước nè là đường đá xanh, xe hơi 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ ngồi luôn nha anh em. Và đường phía sau cũng có một cái mặt tiền xe Honda và xe ba gác luôn nha các anh chị em. Đó, thì rất là đẹp, chủ mới điểm vô. Thì ở đây thì điện đùng nước nôi, wifi đầy đủ luôn rồi. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu miếng đất này, mặt tiền ngang là 16 mét mấy đó, dài hơn 100, có hai mặt tiền, giá thì mỗi mét ngang là 90 triệu, còn thương lượng nhẹ cho các anh chị em. Thì các anh chị em, cô chú nào, bạn bè nào có nhu cầu thì gọi cho Hiếu là 0913871833 để Phạm Hiếu xin dẫn các anh chị em đi xem miếng đất này. Nếu ưng ý thì Hiếu sẽ gọi cho chủ để thương lượng giá chính chủ luôn. Và các anh chị em nào có muốn biết thêm thông tin miếng đất này thì gọi cho Hiếu nha. Thì cũng như cảm ơn các anh chị em, cô chú, bạn bè đã lắng nghe Hiếu giới thiệu về bất động sản này tại ấp 5 xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đất trồng cây hàng năm khác. Thì cảm ơn các anh chị em đã đăng ký kênh, like, share cái đường link này giúp bạn bè người thân của mình trên Zalo, trên Facebook. Và những thông tin đại chúng này, nếu sở hữu miếng đất này thì gọi ngay cho Hiếu. Và Hiếu xin chúc tất cả các anh chị em, cô chú, bạn bè một ngày mới tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công rực rỡ. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị em. Phạm Hiếu xin mời các anh chị em, thì Phạm Hiếu mới vừa ghi miếng đất 16 mét mấy, dài 100 mét hơn đó, ở trong cái đường này. Thì bây giờ Phạm Hiếu đang đi ra, và đường này là đường đi ra đất cũng như đi vô đất luôn nha các anh chị em. Thì đường này sẽ hơi 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ ngồi thoải mái luôn. Cách đường nhựa tỉnh lộ 816 ngoài khoảng chừng 300 mét thôi anh em. Cũng rất là tiện lợi cho các anh chị em đi vào đi ra, rất là tiện lợi.
Đó thì Phạm Hiếu ghi hình ảnh cho anh em thực tế luôn, đi ra ngoài đường nhựa luôn nha các anh chị em. Cái này nó gần chợ, gần quỹ ban, gần trường học cấp 1, cấp 2 và cây xăng trạm y tế, khu hành chính rất là tốt. Và bây giờ là đó anh em thấy không, đụng đường tỉnh lộ 86 rồi. Và một đường thẳng này thì anh em đi về đường này thì anh em đi về 6 tỉnh miền Tây thành phố anh em. Và về đường này thì anh em đi thẳng rồi khoảng chừng không tới 800m rồi anh em gặp chợ được rồi, ban rồi. Hiếu xin chào tất cả các anh em nha. Đây là ngã tư của đường quốc lộ N2 và đường tỉnh lộ 816 nha các anh chị em. Thì Phạm Hiếu mới vừa đi vào cái miếng đất đó là 16m, dài hơn 100 đó, thì 90 triệu mình tới ngang đó nha các anh chị em.